tất cả các bạn nhá. Mình là Trang đây. Mình là Hậu Trơn ơi. Yes. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì bây giờ đây hiện tại đang là 12 giờ đêm các bạn. Ôi, rất khuya rồi các bạn ạ. Bọn mình lại tiếp tục ăn khuya các bạn nhá. Hôm nay bọn mình ăn khuya với món mì xào Indonesia. Mì xào Indonesia nghĩa là như nào? Mì xào của nước Indo. À, nghĩa là mì xào theo kiểu của Indonesia. Đúng gì? Rồi. À, à? Mì Tây các bạn ạ. Hôm nay mì Tây các bạn nhá. Nhưng mà chai cái này cái gì đấy? À, thịt hun khói. Đẳng cấp chưa? Ai à? Đúng rồi. Toàn mùi khói rồi các bạn ạ. Đấy. Thịt hun khói để nó chín đi. Thì các bạn xem video của mình thứ hai nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì mời tất cả anh em mình mỗi người một lửa nhá. Ăn quên Trang chả mang cái bát này các bạn ạ. Đấy, nên là ăn mỗi người một lửa chia ranh giới thế cho nó dễ các bạn nhá. Làm chuyện. Mời các bạn nhá. Cay cay ngon phết nhỉ. Cay cay. Bên Indo ăn cay thế nhỉ. Đây mình thử cái miếng thịt này các bạn nhá. Đúng thịt ngỗng chăng ạ? Thịt ngỗng ăn kiểu đúng vị thịt ngỗng luôn. Ngon phết. Không khó. Ngon. Em chưa xử tụi anh cái vụ ôm nọ nhá. Cho gì? Em cho anh tự nhớ. Anh không nhớ được anh cứ liệu hồn. Anh biết tội gì đâu. Mới làm gì có tội gì các bạn nhỉ? Anh để em nhắc là tội anh nặng hơn đấy. Nhắc gì? Em nhắc cho anh nhớ nhá. Ờ. TikTok. TikTok á? Ừ. Thấy chưa? Cay. Đến hôm sau mình xem cái TikTok Hậu Trơn mình cay. TikTok có vụ gì nhỉ? Quá cay. Các bạn nào xem TikTok của anh Hậu rồi comment cho mình biết là anh Hậu mắc tội gì mình ấy. Ờ, mình làm gì biết tội gì đâu các đấy, bạn. Mình ăn đã xong tí mình lo mình nói. Tội gì được nhỉ? Thực sự ngon thế. Bạn đã biết comment bên dưới luôn nhá. Bạn nào đã xem TikTok của anh Hậu comment bên dưới. Làm miếng trứng ốp la ăn xem là có ngon như mình ốp không các bạn. Bình thường nha, Hậu Trơn mà ốp trứng ốp la ăn đẳng cấp luôn. Thôi Hậu Trơn ạ. Thế này là không được các bạn ạ. Trứng ốp la là cái lòng này các bạn ạ, nó phải hơi tươi một tí các bạn nhá. Ở nhà là hơi kỹ rồi. Không được. Cay quá, cay quá. Cay mà cay ngon, cay kiểu tê tê ngon đấy. Gọi là mì Indonesia các bạn ạ. Nhưng mà vẫn là mì Việt Nam mình các bạn nhá. Đấy. Nó chỉ được gọi là nhiều topping thôi. Đấy có cả tôm này. Các bạn ơi. Đây là tôm chay. Đây là mình xin phép mình lấy cốc nước nhé. Trong thời gian em đi lấy nước ấy, là anh cứ suy nghĩ đi nhé. Mình làm gì có tội gì nhỉ các bạn nhỉ? À. Chắc là cái clip ăn chuối các bạn ạ. Mình chôn thôi. Chắc là clip ăn chuối các bạn nhá. Nhưng mà rất nhiều bạn thích mình cái clip của mình nhá. Ngon thế các bạn. Nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Chưa. Nhớ gì đâu. Đau quá. Vừa mới xoáy cái đèn bị tí bật bóng tay các bạn. Ngoài các bạn uống nước. Mình có nước rồi là mình có động được ăn rồi. Cái thịt thơm khói các bạn. Ăn nó có vị oi khói các bạn nhé. Ăn nó có vị oi khói nhưng mà oi khói á, mình nói ở đây là oi khói với những cái bạn mà kiểu như ở quê ấy. Đấy người ta những cái bạn đấy kiểu như là nấu đồ ăn bằng bếp rác các bạn ạ. Hay bị oi khói. Đúng rồi, sẽ hay bị oi khói. Thì những bạn ấy mới biết được cái vị oi khói như nào các bạn nhé. Còn những bạn ở thành phố không bao giờ biết được mùi oi khói đâu. Bởi vì là thành phố người ta chỉ các bạn ở thành phố chỉ nấu ăn bằng bếp ga, bếp điện các bạn ạ. Nói chung là không nấu bằng củi rác thì không bao giờ biết được mùi oi khói như nào các bạn nhé.
Có cả xúc xích hồ lô các bạn này. Đấy, công nhận là nó quá trời topping luôn. Mình cả qua qua nhá các bạn nhá. Đây là lườn ngỗng hun khói này. Đây là chả mực này các bạn này. Đây là xúc xích này. Đây là tôm tôm chay các bạn ạ. Đấy, kiểu như là tôm mà dành cho những người ăn chay các bạn nhá. Đấy, còn đây là trứng ốp la này. Đây là trứng cút này. Trứng cá vịt chiên này. Rồi xúc xích thái lát này. Ui. Rồi các loại rau củ quả các bạn nhá. Công nhận. Chắc là dại vì cái món mì này các bạn ạ. Nhiều topping quá nên là người ta sẽ gọi là Indonesia. Lực. Cái quá anh Hậu ơi. Cái bình thường mà. Ngon. Cái lườn ngỗng khun khói ăn rất ngon ạ. Ui. Tê luôn. Bạn ơi. Này còn để giờ cho áo đi giống trang. Điệu lắm này. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình mặc áo hoodie các bạn. Đua đòi. Không phải năm nay cũng thấy mốt cái áo này các bạn nhé. Mình thấy những bạn trẻ mặc rất là nhiều nên là mình cũng kiểu như là cũng muốn hồi xuân đấy. Đúng rồi, mình cũng trẻ như các bạn trẻ. Mình cũng muốn trẻ nên là mình có mua về mình mặc. Đấy các bạn hiểu không? Mình là phải nhá, mình phải bắt kịp cái trend thời trang của Việt Nam các bạn ạ. Ui. À. Có cả há cảo rồi các bạn này. Ui. Quá nhiều đồ ăn luôn. Ui. Anh Hậu ơi. Hả? Cái mì này như kiểu là càng ăn nó càng ngấm ấy anh Hậu ạ. Được không? Em càng ăn em càng thấy cay. Thấy không? Em càng uống nước càng thấy cay. Chắc có gia vị mua từ Indo. Đúng rồi. Cay, thực sự cay. Đúng không? Đẳng cấp luôn. Ăn nó vẫn còn nóng các bạn, ngon không? Đấy. Miếng lươn ngỗng này các bạn này. Mình không ăn cái bì đâu các bạn. Bởi vì cái bì này nó mỡ. Anh Hậu giờ cũng sợ béo. Ngon quá. Cũng có rất là nhiều các bạn cũng nhắn tin cho mình các bạn ạ. Đấy, hỏi mình là anh Hậu ơi, sao anh ăn khuya nhiều mà anh không có béo các bạn ạ. Đấy. Nói chung là có bí quyết hết các bạn nhá. Đúng rồi. Nếu bạn nào mà muốn kiểu như là muốn ăn khuya nhiều không béo thì cứ inbox cho mình. Đấy, mình sẽ chỉ các bạn cách không béo ạ. Để anh Hậu thôi, còn mình không cần bí quyết các bạn ạ. Ăn mãi vẫn thế. Nói chung là dễ lắm các bạn ạ. Đấy các bạn, ví dụ như các bạn mà ăn hay ăn khuya như mình nhá. Thì sáng các bạn ngủ dậy các bạn không ăn nữa. Đấy các bạn nhịn. Trưa đến các bạn chỉ ăn một bát cơm thôi. Đấy chiều đến các bạn sẽ đi tập gym hoặc là tập thể dục. Không bao giờ béo. Anh đừng có nói. Mai trả lời bình luận các bạn lại bảo là anh đúng là không hiểu biết. Anh đâu? Có biết, anh có biết giảm cân là gì không? Mình không biết nhưng mà mình đang áp dụng như thế các bạn ạ. Và mình thấy rất chi là hiệu quả. Chắc là đấy chỉ với anh thôi. Bởi vì là mình một năm nay các bạn, mình không hề tăng một cân nào luôn. Mình vẫn giữ được cái mức cân 52 cân các bạn nhé. À, anh Hậu hợp với cái kiểu đấy anh Hậu ạ. Có như con gái bọn em ấy anh Hậu ạ. Ừ. Sáng ăn sáng. Ừ. Trưa chỉ uống sinh tố và salad, ăn salad. À. Và tối là cũng chỉ ăn một quả táo thôi và một cốc salad nước ép. Đấy, đấy mới là giảm cân của con gái. Còn nếu mà bỏ buổi sáng nhịn là hỏng đấy anh Hậu ạ. Thế. Nhưng mà em chịu, bảo em ăn được thì em chịu. Nói chung là sáng mình chả bao mình ăn sáng các bạn ạ. Bởi vì là sáng mình ngủ 10 giờ mới dậy cơ. Thì anh đã làm đến nửa đêm. Thì các bạn bảo nha, bây giờ anh em mình quay clip xong đúng không? Bây giờ đây các bạn này. Mình thì mình không có mang ấy đâu. Mình không có mang điện thoại của Trang ở đây các bạn nhá. Đây mình có thể cho các bạn xem giờ hiện tại ở trên chiếc Apple Watch này của mình luôn các bạn nhìn này. Bắt rồi. Đấy các bạn nhìn không? 23:01 các bạn nhá. Đấy 23:01 các bạn ạ. 11 giờ. Nghĩa là bây giờ đang là 11 giờ. Và để mình anh em mình quay trong clip này là phải rơi vào tầm
11 rưỡi các bạn nhá. Đấy, gọi là cứ gọi là 12 giờ đi. Đấy, sau đó là mình sẽ lên mình edit rồi mình sửa video các bạn ạ. Nói chung là đăng nhì nhằng nữa là phải đến 2 giờ đêm. Đấy. Nói chung là sẽ phải đến 2 giờ của ngày hôm sau các bạn nhá. Thì là mình mới được đi ngủ các bạn ạ. Mới đi ngủ là mình xuống mình đánh răng rửa mặt. Sau đó là vào ngủ các bạn ạ. Nói chung là nhì nhằng nó phải hết đến 3 giờ. Nói chung là cái giờ ngủ của mình là 3 giờ. Và sáng ngày hôm sau đến tầm hôm thì mình ngủ hôm nào mà dậy sớm thì cũng 7 giờ. Còn hôm nào bình thường thì bình thường là mình ngủ đến 9 giờ mới dậy. Các bạn ạ. Các bạn này kiểu gì cũng bảo ghép cái ông này ngủ lướng, ngủ ghê gớm. Nhưng mà các bạn không biết là cái giờ bắt đầu ngủ của mình đâu. Mình là 3 giờ sáng mình ngủ các bạn nhá. Và đến ngày hôm sau là phải đến 8, 9, 10 giờ. Nghĩa là 3 khung giờ đấy mình sẽ dậy. Các bạn ạ. Còn hôm nào mà kiểu như là không bận ấy, kiểu như là không bận làm cái gì ấy, mình ngủ đến trưa. Đấy. Có thể là không ăn cơm trưa luôn. Đúng rồi. Không biết các bạn có làm được như mình không, nhưng mà mình đã làm được điều đó các bạn ạ. Mình đã làm được cái điều mà ngủ từ đêm đến tận 12 giờ trưa dậy các bạn nhá. Yeah, tuyệt vời các bạn nhá. Tuyệt vời, anh tuyệt vời. Đừng ai học theo anh Hậu nha các bạn nhá. Tuyệt vời, đừng ai học theo anh Hậu. Đúng rồi, nói chung là học theo Hậu thì muôn đời nghèo các bạn ạ. Học theo Hậu không bao giờ giàu được. Đấy, cũng như thầy Hoán đã nói cái câu rồi nhỉ. Ngủ những thằng mà ngủ quá 10 giờ trưa hay gì nhỉ? Em không rõ, em quên. Đấy, thầy Huấn dạy rồi. Những thằng ngủ quá giờ trưa cái gì các bạn ạ, là không bao giờ giàu được. Đấy các bạn ạ, đúng thật các bạn ạ. Bây giờ đến bây giờ mình vẫn nghèo các bạn nhá. Em đang định nói gì mà em quên nhỉ? Nói gì? Chưa nói đến cái giàu anh Hậu ạ. Thì nói đến là đấy là công việc của anh đúng không? Còn nếu mà các bạn ấy mà các bạn mà thức ra giờ đấy là cực kỳ không tốt cho sức khỏe đâu. À, nó hại sức khỏe đấy. Nếu mà như khoa học chứng minh thì các bạn mà thức quá khuya nhá, nó sẽ làm giảm tuổi thọ này. Đấy, nó sẽ làm bạn nhanh già đi các bạn ạ. Đấy, ví dụ như là với lại mặt của bạn các bạn này, kiểu như là thức đêm là dành cái người mà hay suy nghĩ. Quang thâm. Mặt của các bạn sẽ bị thâm mắt này, rồi lên mụn các kiểu con là điểu ạ. Đấy, nói chung là nó sẽ giúp các bạn xấu và già đi các bạn nhá. Sẽ giúp các bạn xấu và già đi. Nhưng mà đại loại các bạn ạ, mình thì không sợ. Đấy, mình thì nếu mà thức đêm nhiều ấy thì mình bản thân của mình là mình đã già sẵn rồi, đã xấu sẵn rồi. Mình không lo cái vấn đề đấy các bạn nhá. Đấy, nhưng mà cái khoản mà mụn miếc các bạn ạ, mình không bao giờ lo. Bởi vì là mình mà có mọc mụn ấy là đã có trang đây rồi các bạn ạ. Đấy, mua lấy bộ mỹ phẩm của Trang dùng. Chấm mà cái trong vòng một tuần là đi hết. Đúng rồi, ok hết các bạn nhìn mặt mình không? Nhận thứ luôn. Ê, mới mọc cái mụn ở đâu đây nhỉ? Đây các bạn nhá. Đấy, nó đang mọc mụn này. Mình bôi phát mấy hôm nữa tịt luôn. À, anh quay bên này. Các bạn có thấy ra mặt anh Hậu bên này, nó đang có những cái mụn ẩn này. Là anh Hậu đã bôi serum để nó thoát hết mụn ẩn ra đấy. Đúng rồi, nói chung là cái bộ sản phẩm mình ngày xưa mình giới thiệu ở Trang, bây giờ Trang đang bán các bạn ạ, dùng rất chi là ok luôn các bạn nhá. Đấy, này, các bạn mà muốn mua một bộ sản phẩm trị mụn mà kiểu như là chất lượng uy tín thì các bạn hãy inbox cho Trang các bạn nhá. Đúng rồi. Đấy, cái số điện thoại mua hàng thì mình này, có phải kênh mình đâu. À, cái số điện thoại mua hàng thì mình vẫn để phần mô tả video các bạn. Đúng rồi các bạn nhá. Số điện thoại các bạn kết bạn Zalo với mình nhá. Hoặc là các bạn Facebook đào hiệu ông Trang nhá. Đúng rồi các bạn. Mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Các bạn cứ kết bạn Zalo hoặc là Facebook với Trang. Trang sẽ là người tư vấn trực tiếp cho các bạn. Đấy. Không phải ai khác ngoài Trang đâu các bạn ạ. Nhưng, giải đáp một thắc mắc như này. Hôm nay em chụp ảnh hàng. Các bạn hỏi sao con Trang này suốt ngày mày sang nhà thằng Hậu mày chụp ảnh hàng. Các bạn quên là mình với anh Hậu hợp tác nhau là bán mỹ phẩm này, không phải một mình các bạn nhá. Vì vậy là hàng về hay không này bọn mình hay chụp ảnh thì anh Hậu là như thế các bạn. Anh Hậu là người nhận hàng. Đó, tại vì mình bận mình hay không nghe điện thoại được lại, anh Hậu là người nhận hàng. Mình ít cứ cầm điện thoại ấy. Đó. Đấy là lý do tại sao mà mình hay chụp ảnh ở nhà anh Hậu. Ok. Mà anh từ nãy giờ anh vẫn nhớ tội của anh chưa? Chưa, tội gì? Tội gì nhỉ? Anh làm gì có tội gì? Cứ va vẩn các bạn nhỉ? Em nói cho anh biết nhá. Anh dám mút chuối anh cho em ăn nhá. Em nói cho anh biết nhá. Mút chuối á? Mút chuối clip nào nhỉ các bạn nhỉ? Mình có biết đâu. À, cái clip trên TikTok gì? Anh nhớ tụi anh chưa?
Nhớ bình thường mà. Người ta hôn nhau các bạn ạ, còn đảo lưỡi các kiểu các bạn nhỉ, chả làm sao, mút chuối mình mút kiểu như là mình ăn, mình bóc quả chuối ra các bạn ạ, là mình sợ quả chuối nó bụi bặm mà các bạn ạ. Nên là mình phải mút cho nó sạch bụi bặm ra là mình đưa Trang ăn, các bạn hiểu không? Bóc ra. Đấy. Bóc ra nó là có lớp vỏ nó be rồi, lại còn sợ bụi bặm bụi bặm. Nghĩa là khi em bóc ra em hiểu không? Cái quá trình mà anh bóc ra này là bụi những con vi khuẩn không khí nó sẽ bay bám vào đấy, hiểu không? Đấy là anh thương em là anh mút hết vi khuẩn. Đúng rồi, anh thương em là anh phải mút hết vi khuẩn đấy. Chắc là anh chắc là trong các vi khuẩn của anh nó tiêu diệt những vi khuẩn ở trong con chuối, quả chuối. Nói chung là anh liếm sạch. Đấy, sao anh mới đưa cho em? Các bạn ạ. Hôn nhau là việc của hôn nhau. Còn cái kiểu mà mình thật bạn lúc mình xem video mình sốt mà. Cái người nó quá anh em ạ. Nó quá chẳng này. Em mày mua hơi nhiều ấy, là sao em mua. Lần sau em mua em chỉ mua 2 suất thôi, 3 suất thôi. Ăn mình ăn khỏe đi, ăn hết 3 suất. Đây em mua tận 5 suất ăn làm sao hết được. Em sợ anh đói. Lò quá các bạn ạ. Đấy, hôm nay là lần đầu tiên ăn mì Indonesia các bạn ạ. Anh ạ, em sợ anh đói. Nhưng mà mì Indonesia vẫn là mì Việt Nam mình các bạn nhá. Người ta chỉ gọi là thêm nhiều topping thôi. Đấy, topping nên là Việt Nam hết. Đúng rồi, thì là người ta sẽ đặt cho cái tên là mì Indonesia. Thế các bạn ơi, video khá dài. Video khá dài rồi các bạn nhá, chắc là mình sẽ dừng clip đây các bạn ạ. Các bạn xem video của mình thấy hay, nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Bây giờ này còn phải lên làm việc bục mặt các bạn ạ. Chưa được ngủ đâu. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà thời gian qua các bạn hỏi mình rất nhiều này. À, chị Trang ơi, chị dùng gì mà da chị trắng thế, sáng thế? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mà mình tin dùng cách đây nửa năm, được từ nửa năm trước rồi các bạn nhé. Đó là bộ sản phẩm của nhà Daily Effect các bạn nhé. Bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sạch da và trị mụn các bạn nhá. Một làm thành phần 100% từ thiên nhiên luôn. Thì mới đầu là mình không biết đâu, mình sang nhà anh Hưng anh Hậu, mình thấy anh Hưng anh Hậu dùng bộ sản phẩm này này. Thì mình cũng hỏi thì anh ấy chỉ chỗ mua cho mình và mình đã mua về và sử dụng các bạn nhá. Khi mình sử dụng thì mình rất chi là ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà da mình đã cải thiện các bạn nhá. Da mình nó không bị khô da này, mà da rất chi là mịn mà lúc nào nó cũng đủ nước các bạn ạ. Mà nó ít lên mụn nhá, mụn cá mụn kiếc và mụn to nó cũng ít lên, mình ăn cay nhiều mà nó cũng ít lên nhá. Thì là mình thấy rất chi hiệu quả, nên là mình cũng có nhập một ít về bán các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn dùng bộ sản phẩm, muốn trải nghiệm bộ sản phẩm của như của mình đang trải nghiệm đang dùng ấy, thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho Facebook của mình là Đào Thị Hồng Trang, hoặc Facebook của anh Hậu là Nguyễn Văn Hậu các bạn nhá. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo bằng số điện thoại mình để trên góc màn hình nhá, mình sẽ tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc các bạn yêu cầu các bạn nhá. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 sản phẩm là gel rửa mặt này, tẩy da chết, nước hoa hồng, serum trị thâm và trị mụn các bạn nhá. Bộ sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, từ khổ qua rừng và gieo diếp cá, hoa cúc hoa cúc La Mã các bạn ạ, nên dùng rất chi là hiệu quả các bạn nhá. Mà độ pH sữa rửa mặt này, độ pH của nó là 5.5, nên nó không gây kích ứng da, dành cho tất cả những da nhạy cảm nữa các bạn nhá. Thì đấy, mình đã giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn hỏi đấy, mà mình cũng chia sẻ thật là mình dùng cái gì để da mình được như thế này các bạn nhá. Đây, da mình có những cái lút như là lút thâm của nhọt nó mọc ở má mình như này, mình bôi được 4 hôm rồi là mình đã thấy nó mờ rõ rệt được các bạn nhá. Thì đấy, mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản nữa thôi. Thì các bạn mua hàng thì nhớ ebook cho mình nhá, mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Tại vì mình dùng rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật như thế. Thì chúc các bạn có một làn da thật khỏe mạnh và đẹp các bạn nhá. Bye bye.